nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong quý ba năm nay, tăng trưởng chỉ ở mức 6,9%. Đây là giai đoạn yếu nhất đối với nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới kể từ cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Các số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hôm thứ Hai đánh dấu lần đầu tiên tỷ lệ tăng trưởng GDP của Trung Quốc giảm xuống dưới mức 7% tính từ quý 2 năm 2009 khi rớt xuống mức 6,2%. Cục thống kê nói sản lượng từ các nhà máy chỉ tăng 5,7% trong tháng 9 vừa qua. Thêm một dấu hiệu nữa cho thấy, kinh tế Trung Quốc đang chậm lại. Kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong 25 năm qua, do nhu cầu thế giới về hàng xuất khẩu yếu đi. Và dù Bắc Kinh đã cắt giảm lãi suất 5 lần kể từ tháng 11 năm ngoái, và đã gia tăng chi tiêu vào cơ sở hạ tầng. Vụ sụp đổ thị trường chứng khoán gần đây và việc Trung Quốc bất ngờ hạ giá đồng nhân dân tệ góp phần làm cho tình hình thêm phức tạp một phát ngôn viên của cuộc thống kê nói với báo giới tại bắc kinh rằng kinh tế trung quốc đang đối mặt với một số áp lực đi xuống trong lúc bắc kinh đang chuyển đổi từ một nước dựa vào xuất khẩu sang một nền kinh tế dựa trên nhu cầu tiêu dùng